Thưa quý vị, huyện Châu Đức với 15 trên 16 đơn vị hành chính là xã nông thôn. Khi mới thành lập năm 1994, huyện Châu Đức là một trong hai địa phương có hạ tầng giao thông manh mún, xuống cấp nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với hầu hết là đường đất nhỏ hẹp, số ít đường nhựa thì qua nhiều năm sử dụng bị xói lở. Nhiều địa bàn bị chia cắt trong quá trình phát triển vì không có giao thông kết nối. Tuy nhiên, với chính sách đầu tư đồng bộ hợp lý, huy động được nhiều nguồn lực, đến nay hệ thống giao thông của huyện Châu Đức đã có những thay đổi khởi sắc. Xác định phát triển hạ tầng giao thông là đòn bẩy, là khâu đột phá mở đường cho phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, huyện Châu Đức đã tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt chú trọng giao thông nông thôn. Giao thông nông thôn trên địa bàn cũng được chuyển dịch, đột phá nhanh qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường trải dài từ huyện đến xã xuống tận thôn dần khang trang đồng bộ, tạo an toàn thuận lợi cho đi lại lẫn giao thương nông sản. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 500 tuyến đường với tổng chiều dài trên 1.300 km. Trong đó có đến 90% tuyến đường đã được thảm nhựa hoặc đổ bê tông, lát xi măng. Riêng giao thông nông thôn, từ năm 2010 đến năm 2022, có 454 công trình xây sửa nâng cấp với hơn 1.240 km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Để có những cái hệ thống giao thông đồng bộ, khang trang và có cái hiệu ứng cao, thì vấn đề thứ nhất đó là phải quy hoạch một cách bài bản. Thứ hai nữa đó là phải gắn kết cái nguồn lực từ xã hội, từ doanh nghiệp, từ người dân để đóng góp vào cái sự phát triển đi lên của huyện Châu Đức. Mà hệ thống giao thông là một thiết chế quan trọng để kích thích cái sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc trước đây, ngoài con đường lộ chính nối liền ngãi giao Đá Bạc được thảm nhựa, tất cả các tuyến đường trong thôn đều là đường đất. Từ năm 2017, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có hàng chục tuyến đường trong thôn được mở rộng nâng cấp. Bữa nay thì cũng nhà nước cũng lo cho dân dân được cái đường, làm kinh tế rồi cũng phát triển là kinh tế cho dân. Xã Bình Giã có nhiều nhất đường nội bộ dạng ô bàn cờ dẫn vào các khu dân cư. Từ phần lớn là đường đất hoặc lát xi măng, đổ đá cấp phối. Đến năm 2020, toàn bộ các tuyến đường này đã bê tông hóa. Nhờ xã vận động nhân dân hiến đất mở đường rộng, còn nhà nước đầu tư kinh phí. Đến nay, 100% đường dân cư ở Bình Giã không chỉ được trải nhựa mà còn có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Các đoàn thể địa phương vận động nhân dân trồng thêm hoa, cây cảnh làm đẹp cảnh quan hai bên đường. Nhà nước mở cái con đường đấy được người dân hỗ trợ làm thì lên là thấy rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Thì xe cộ cũng đi rất là nhiều, rồi các em cũng đi học cũng đi rất là đông. Rồi điện cũng thắp sáng sủa rồi nhỉ. Chị em bà con trồng thêm những cái tuyến đường hoa để cho nó sạch sẽ. Và cứ một lần mà đi sáng sớm ngủ dậy hoặc chiều về mình ra mình ngắm, mình nhìn, mình thấy cũng rất là thích. Để phát triển giao thông nông thôn, huyện Châu Đức huy động nhiều nguồn lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Gia đình ông Nguyễn Thanh Cao nằm bên tuyến đường nối từ đường liên huyện ngãi giao Đá Bạc vào khu vực tổ 1 thôn Phú Sơn. Hưởng ứng vận động của xã về làm đường giao thông nông thôn, gia đình ông đã hiến hơn 1.000 mét đất để mở đường. Bởi với ông, có đường lộ là có cơ hội phát triển. Vì trước đây thì nói nữa đi thì nó là trượt, nó té. Mà đi mình xe đạp. Còn bây giờ nó đi xe Honda mà cũng chả dính cái gì. Sự sống cần nhất là cái đường cái. Còn lại rất nhiều, bây giờ trước kia là nhà của mình ở trong hẻm, bây giờ là nhà mình lại lộ ra ngoài mặt đường. Đặt mục tiêu trên 95% tuyến đường nông thôn được trồng cây xanh, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2018, Hội Phụ Nữ huyện Châu Đức đã phối hợp với chính quyền các địa phương, địa bàn dân cư, thực hiện mô hình trồng cây xanh với phương châm đường hoa thay cỏ dại. Đến nay, có trên 70% các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được phủ xanh, đem lại sức sống mới cho làng quê Châu Đức. Thực hiện cái mô hình đó là mô hình xây dựng nông thôn mới, thì phụ nữ xã Bình Giã mới là đăng ký cái mô hình là thực hiện đó là trồng hoa. Thì với cái nội dung đó là sẽ trồng ngõ muôn hoa, và là có nghĩa là đường làng muôn sắc. Thì từ đó thì phát động chị em trong hội viên là sẽ trồng hoa trên các tuyến đường là được bê tông hóa, rồi thì sẽ thực hiện trồng những loại hoa.
cùng với sự quan tâm của tỉnh, Châu Đức đã nhanh chóng vượt lên, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của các địa phương trong tỉnh. Trong đó, hạ tầng giao thông là một trong những lĩnh vực đầu tiên mà huyện tập trung đầu tư để tạo đà cho sự phát triển. Đây cũng là nền tảng để Châu Đức vững vàng hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.